Dạ dạ được. Lát các bà con chuẩn bị hát bài Nam Bộ kháng chiến theo yêu cầu của ông kia. Tôi là nhạc công, sự muốn bài là đầu tiên tôi khởi, tôi dạo nhạc cái bà con vô nha. Chừng nào hát anh kêu tôi. Cây rừng bám rễ vào đất lâu năm, như mưa dầm thấm sâu vào lòng lưng nhà. Cứu dân mình ra khỏi lầm than, một sách tác của cố nhạc sĩ Văn Cao, chiến sĩ Việt Nam.